Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel em cháu là Thuận Nguyễn kênh An Giang ngày nay. Trong thời gian vừa qua cũng có một số công việc cho nên em cháu không có lên video được, thì hôm nay cũng tiếp tục giới thiệu cho quý chú bác những cái cây mai, cặp mai để chơi Tết ở vùng An Giang. Thì mời quý cô chú cùng giao lưu với chỗ anh Thành ở Châu Phú. Anh Thành giới thiệu một cặp mai lai dảo để quý chú bác cô chú về chơi Tết cái dịp Tết này. Bộ đế em nó rất là đẹp và quái. Mời quý chú bác theo dõi nha. Xin chào Thành ơi. Dạ, xin chào anh Thuận. Hôm nay Thành giới thiệu cho quý cô chú hai cái cây mai của mình đó, để quý chú bác chơi Tết đó, Thành giới thiệu chào quý cô chú luôn Thành ơi. Dạ, em cháu xin chào các cô chú anh chị. Hôm nay em cũng có về hai cây mai tàn. Rồi. Để phục vụ cho cô chú chơi Tết. Rồi. Vậy là mình giới thiệu luôn ha. Cái này là mai gì giới thiệu luôn Thành ơi? Cái này mai mai dảo lai. Dảo lai ha. Dảo lai nó bông từ 6 đến 10 cánh. Rồi, bông từ 6 đến 10 cánh ha. Bây giờ mình quay tổng thể nè cho quý chú bác hình dung này nha. Rồi cho vòng đi Thành ơi. Bộ tàn cũng tương đối đều ha. Đây quý chú bác Thành giới thiệu cái bộ đế luôn à Thành ơi. Cây này thì nó bộ đế nó cũng bỏ rất là khéo và mà nó đang lên xù nữa là cô chú. Lên nu ha, xù nu nè. Xù. Thì ghi chi tiết là cho quý chú bác hình dung nè. Từ từ đi, để mình ghi lấy nét lên nè. Đó, nó có những cái cục nu chỉ cho quý chú bác luôn à Thành ơi. Cây này thì nó nu với lại cái này nó cũng đang lên xù nè. Dài dài lên trên nó cũng có lên xù lê gai. Thì cái bộ đế cũ nè, rất là lực luôn ha. Đây cho một vòng đi Thành ơi. Cây này thì nó cũng có đặc điểm, nó có cái mặt cắt chỗ này, còn dài lên trên là nó nguyên vẹn, nó gót cây cũng khéo đẹp lắm. Cái này thần chậu rồi ha. Dạ, cây này là nó thần chậu đó, tới giờ là nó nằm trong chậu không à. Rồi, đó. Nó thần chậu lâu rồi. Tay cành đồ là bẻ sẵn nhạo hết rồi ha. Dạ, cây này là cô chú về chơi Tết là mấy cái vô dây này là xả ra chơi được rồi. Rồi. Nó quen rồi, nó thần rồi. Thần chậu rồi. Đó, bộ tàng tay cành đồ rất là lực ha. Rồi để đó đi Thành ơi, để mình ghi cái mặt bên này cho quý chú bác hình dung nè. Cái này nó có mấy cái nút cho quý chú bác coi Thành ơi. Đây tổng thể lại. Quay kiếm mấy cái nút á cho quý chú bác hình dung nè. Đây, nó vót lên trên này ha. Này xin nhắc lại với quý chú bác là lai dảo ha. Cây lai dảo, cây thần chậu rồi quý chú bác ơi. Đây, có mấy cái nút nè. Đây, Tết mình chơi Tết được rồi quý chú bác ơi. Cây này là mình Tết mình chơi là được rồi, nút nó nhiều lắm nè. Mình coi như là xuống lá là mình chơi được ha. Hãy lấy xa lần nữa cho quý chú bác hình dung. Đó, đi một vòng là cho quý chú bác hình dung cái bộ đế lại. Đó, bộ đế nó cũng chảy đều ha. Nó chảy đều hết quý chú bác. Thành có thước đó không, lấy thông tin luôn cho Thành ơi. Để mình đi qua đi, mình qua hết vòng đi cái mình đo luôn nè. Rồi lấy vị trí này đi.
từ để qua đây thì nó sáng hơn, cái vị trí này nó sáng hơn. Cái nhánh tử nó là 19 anh. À, vị trí đó 19 ha. Rồi cái bên này đi. Rồi thẳng thước ha. Dạ. Rồi thẳng thước nè. Là 29. 29. Để em đo cái cũ nạt của nó. Ừ, cứ đứng nó đo đi rồi thông tin cho quý chú bác là hình dung nè. Là 67. 67 ha. Dạ. Ồ, cái cũ này rất là to ha. Thì quý chú bác xem là rồi giờ mình sắp thước đo tổng cái đế cho luôn cho quý chú bác hình dung luôn nè, cái độ lớn của nó nè, sắp sắp ra tổng mình đế của em nó là 140 ha. Dạ. Chi tiết lại cho quý chú bác coi mấy cái mấy cây cái cục nu nè. Em nó lên mà có một cái hài thần lề lên ha. Gãy nó nằm xuống mà gãy này cũng đế này cũng lực lắm mà. Rồi quay từ từ qua nè. Chú ý chú bác coi lại. Quay qua luôn. Củ đặt rất to nha quý chú bác. Này dạng hình thú bông lai dảo. Rồi gần nó đi thành ơi. Để mình ghi lên cho quý chú bác hình dung cái tay cạnh bên trên nữa nè. Đó, bộ tàng là tương đối kín ha. Lấy tổng thể lại cho quý chú bác rồi, rồi đo cái tàng với chiều cao luôn Thành ơi. Rồi khoảng 1m6 trở lên ha. Chiều cao hao hao luôn Thành ơi. Chiều cao nó tầm cỡ 2m à. 2 thước ha. Coi lại cái bộ đế quý cô chú ơi. Bộ đế này rất là nở hậu á. Đặc biệt là nó có những cái nốt xù ha. Nốt xù nè. Rồi quay lên vòng luôn anh ơi. Quay từ từ vòng nữa đi. Đó, cho quý chú bác hình dung lại nè. Đó, chảy đều ra ha. Bộ đế chảy đều ra, rất là lực. Củ rất là to. Đó thì em cháu hỗ trợ Thành để mà giới thiệu cho quý chú bác. Đó, một cặp mai lai dảo để mà chơi Tết. Rồi cái này mình giao lưu luôn rồi Thành ơi. Em cháu xin giao lưu với cô chú, cây này là giá 15 triệu, em bảo ship 200 km. Rồi 15 triệu ship 200 km ha. Rồi đó thì mong quý chú bác trong quá trình xem thì muốn tìm hiểu thêm thì cứ alo với Thành ha. Mình để số Thành ở góc trái màn hình, quý chú bác cứ thông thả xem và liên hạc ha. Rồi bây giờ Thành giới thiệu cây tiếp theo Thành ơi. Rồi cây tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây thứ hai là cũng cây
đây dảo luôn ha. Rồi cho một vòng đi. Đây bộ tàng rất là khéo luôn quý cô chú ơi. Rồi mình đi di chuyển qua bên đây để mình cho quý chú bác xem nè. Thành ngừng lại cho quý chú bác xem mấy cái nút ở đây nè Thành ơi. Bông này nè, cái này là nút nhiều nha quý cô chú ơi. Đây. Đó, nút là rất là nhiều. Đó, thì mình về là đợt này mình chơi Tết được rồi ha. Ừ. Này cũng lai dảo luôn ha. Dạ, cây này cũng lai dảo luôn. Âu. Đây nè, đây nó nhiều. Đây, coi mấy cái nút nè. Cây này là nó bông lai dảo mà bông từ 6 đến 10 cánh mà bông chùm. Bông chùm ha. Đây, tổng thể lại quý cô chú ơi, lấy nét lại. Đây bộ đế là cũng rất là quái luôn nè, Thành vô giới thiệu Thành ơi. Đây bộ đế rất là quái quý cô chú ơi. Này mình cũng không biết là cái dáng gì nữa ha. Cái này thì nó cũng thần chậu là cũng mùa đó tới giờ á mà nó nằm chậu nó già, cây này nó sằng xù rồi giờ nhận cổ quái á. Dạ. Này giống như cây cổ thụ à. Cái đế á, cái cọng rễ giống như cổ thụ quá. Đó, quay vòng cho quý chú bác hình dung nè cái bộ đế nè. Cây này thì khuyết điểm nó trên thân nó cũng có mấy cái mặt cắt này, cô chú mà à. Cây này nó sống khỏe, nó mạnh nè, nó cũng phì, nó ruộng cũng lẹ lắm. Ừ, bên trên ha. Dạ. Thì xin dưới cho quý cô chú từ từ xem nè. Đi xích vào đây nè. Đó, cho nó có ánh nắng nè, sáng nè. Đó. Rồi ngừng ngừng nó đi, mình ghi cái bộ tàng cho quý chú bác hình dung nè. Đó, từ từ lên. Cây này cái dáng rất là đẹp nha quý cô chú. Đó, bộ tàng là tương đối kín ha, ấm. Đây bộ đế bên trong nè. Quay đi Thành, quay nhẹ đi. Đó, cho quý chú bác chiêm ngưỡng lại cái bộ đế nè. Bộ đế rất là nhìn giống như cây cổ vậy, cổ thụ á. Quay luôn, quay luôn. Đó. Bộ đế rất là quái quý cô chú ơi. Rồi bây giờ Thành để vị trí này đo luôn nè. Đo nhiều vị trí cho quý chú bác luôn đi Thành ơi. Quay qua luôn. Đó. Rồi. Đó, đo mình đo từ thân đi rồi cái mình đo tổng cái. Ừ. Rồi thẳng thước nè. Đây. Vị trí này là 35. Vị trí đó 35. Rồi cái tay nhỏ bên kia 14. Rồi. Rồi đo cái cũ luôn đi, bao hết cái cũ nè. Đúng rồi. Đó, hào hào cho quý chú bác hình dung nè. Cái cũ em đó là 75. 75. Rồi cho đo cái tổng đế luôn nè, sắp thước ra đo luôn nè. Rồi sắp sắp ra đi. Rồi để nó đi. Đó là cũng hết thước ha. Hết thước. Mét 6, mét 7 gian, rồi đó. Gian nữa là cỡ mét 7. Ở mét 7 ha. Để ghi lại một lần nữa kỹ cho quý chú bác hình dung nè. Đó bên trên cái thân nó nè, chỉ cho quý chú bác nó có những cái nục nó nu nè ha. Nó nu nè. Nó cây này mạnh lắm, nó kéo mày mạnh lắm. Cây này với là cây kia thì cô chú nào mà cặp, ấy là đem về chơi một cặp chân cặp luôn á, đẹp lắm. Đó. Đây là nhìn nó dáng nó tương đồng nha quý cô chú. Đó, quý cô chú nhìn xa xa bên kia.
đó, cái dáng của hai cây là tương đồng với nhau đó, quý cô chú chơi được một cặp thì rất là ok ha. Rồi Thành lấy cái chiều cao dưới tàn luôn Thành ơi. Tàn ngang nhiêu nè, thông tin luôn. Cái này tàn ngang ta khoảng 1m7 chứ. Cũng tương đương cây kia ha. Cũng 1m7 đó, 1m6, 1m7 cho lên quý cô chú ơi. Tầm cũng tầm 2m đó. Chiều cao khoảng 2m cho lên, nó rất là tương đồng với cái cây bên kia. Coi như một cặp ha. Đó, ghi lại cho quý cô chú xem cái nút nè. Đó, nút nó rất là nhiều luôn. Cây này mà Tết mà chơi xuống lá là bông là lừ hết ha. Nè, dở này lên cho quý cô chú xem trong này là Thành. Đó, từ từ cho quý cô chú hình dung cái mấy cái nút đó nè. Đó, nút rất là nhiều. Đó, bông lay dảo rất là đẹp ha, bông chùm ha. Lấy xa xa rồi cho quý chú bác hình dung một cặp nè. Đứng xích xích ra cái thành ờ đó. Đó một cặp nha quý cô chú. Bộ đế rất là quái luôn á. Rồi cây số 2 này báo giá nhiêu luôn Thành ơi? Dạ, cây số 2 này em cháu cũng giao lưu với cô chú là giá 18 triệu, em cũng bao ship là 200 km. Rồi 18 triệu ha, ship 200 cây số cho quý cô chú. Đó thì trong quá trình xem clip thì quý cô chú nếu mà ưng cây hoặc là muốn tìm hiểu thêm cây nào nữa thì cứ alo với anh Thành ha. Đó, Thành thông tin cái số điện thoại luôn Thành ơi. Số điện thoại của em cháu là 0822 466430, cũng là số Zalo luôn. Zalo luôn ha. Đó thì mong quý chú bác xem cần liên lạc gì thêm thì cứ alo với Thành Zalo để mà Thành cung cấp thêm thông tin ha. Đó, mình thấy cái cặp này là chơi Tết rất là ok nè quý cô chú. Đó, ghi lại cho quý cô chú xem cái bộ đế chi tiết một lần nữa. Quay một vòng nữa đi Thành ơi. Đứng nó quay từ từ đi, nhẹ nhẹ thôi. Đó, cho quý cô bác chiêm ngưỡng là cái dáng của cây nè. Nó bộ đế này rất là khéo. Bộ đế này rất là quái luôn à quý chú bác ơi. Quái mà lực mà nó nằm xuống không để cũng bự bự. Nó ghim xuống ha. Nằm xuống ăn này còn xuống còn sâu lắm nè. Quay từ từ đi. Đó, bên dưới là cái rễ cái nó ra tới ngoài này luôn nè. Thấy không? Nó rất là lực cây luôn quý chú bác ơi. Cây thần chậu rồi ha. Dạ, cây thần chậu xưa tới giờ. Nằm trong chậu không nó già, nó khằn rồi chứ. Rồi gần gần nó đi. Cây này đại. Sống khỏe. Bao sống khỏe cho quý cô dạ, chú ha. Cây này em cháu bao sống khỏe. Đó, ghi lại cho quý chú bác hình dung. Rồi Thành vô chào quý chú bác luôn Thành ơi. Dạ, em cháu cũng xin cũng kính chúc các cô chú anh chị một buổi chiều là trong buổi làm tiếp em cháu có được xuyên sức thì mong cô chú anh chị cảm, rồi bỏ qua ha. Dạ. Rồi mong quý cô chú xem video nếu mà có thắc mắc gì nữa hoặc là góp ý thì cứ góp ý với em cháu. Đó, và đừng quên nhấn đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình. Mình chia sẻ những gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú bác. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú bác ở những cái video clip sau nhé.